kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sư doanh nhân Thích Trúc Thái Minh, người từng phá rừng ôm tiền bỏ chạy được lên chức. Ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, từng nổi tiếng với những hoạt động mê tín dị đoan như trục vong, cúng giải hạn, vân vân, đã từng bị xã hội phản ứng, nay lại được nhận chức vụ mới trong Giáo hội Việt Nam. Vào ngày 9 tháng 3, truyền thông nhà nước cho biết ông Thích Trúc Thái Minh, đại đức trụ trì chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, đã được bổ nhiệm làm phó ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Được biết, vào tháng 7 năm 2019, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh về việc cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, ông Thích Trúc Thái Minh đã bị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cách chức hàng loạt, bao gồm Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, Ủy viên thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Đây là hình ảnh ông Thích Trúc Thái Minh phá rừng để xây chùa, sau đó ôm tiền bỏ chạy. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm Nhâm Dần, ông Thích Trúc Thái Minh cho tổ chức lễ Vu Lan tại chùa Ba Vàng với khoảng 10.000 người tham dự. Trong buổi lễ, ông Thích Trúc Thái Minh đã tổ chức cho Phật tử dâng tiền cúng dường, rồi ông dùng tay vơ và hốt số tiền đó. Hành động này của ông đã bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Xa nữa, vào năm 2016, ông Thích Trúc Thái Minh đã cho triển khai dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam, hay còn gọi là chùa Ba Vàng ở Quảng Nam, huyện Phú Ninh. Dự án sẽ được triển khai trên diện tích 200 ha nằm trong khu rừng đất phòng hộ với tổng kinh phí lên tới 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công. Được biết, phần đất mà chủ đầu tư làm lễ động thổ và toàn bộ diện tích dự kiến xây chùa là đất rừng phòng hộ, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng từ rừng phòng hộ sang xây cất dựng chùa chiền. Nhưng chùa Ba Vàng vẫn cho tổ chức lễ khởi công hoành tráng. Ngày làm lễ khởi công, ông Thích Trúc Thái Minh cho đặt các hòm để gom tiền các mạnh thường quân, quyên góp rồi biệt tăm luôn. Đây là hình ảnh vào năm 2019, ông Thích Trúc Thái Minh đã bị cắt hết các chức vụ trong giáo hội. Việc ông Thích Trúc Thái Minh cho phá rừng phòng hộ mà chính quyền tỉnh Quảng Nam không làm gì được cho là có bàn tay can thiệp của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng khi đó. Ngoài ra, lý do ông Thích Trúc Thái Minh sau khi gom tiền đã không tiếp tục xây chùa được giải thích là ông gom tiền không đủ nên không xây, bởi tiền xây chùa lại được lấy từ tiền bá tánh, chứ ông sư này không muốn bỏ tiền túi ra. Điều đáng nói là ông Thích Trúc Thái Minh ôm tiền bỏ chạy, nhưng chính quyền không hề đả động gì đến hành động này. Ông Thích Trúc Thái Minh kiếm tiền rất giỏi. Ông gom được tiền của bá tánh xây nên chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh có kinh phí lên tới 500 tỷ đồng. Một số người cho rằng ông này trông giống như một doanh nhân hơn là một vị thầy tu đúng nghĩa. Không biết ông đã dùng lời lẽ gì để mê hoặc hoặc Phật tử mà họ mang tiền đến cúng cho ông rất nhiều. Có những hành động kiếm tiền kín đáo và cũng có những hành động kiếm tiền lộ liễu bằng hình thức hành nghề mê tín dị đoan công khai. Đại đức là cấp bậc thấp nhất trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng ông Thích Trúc Thái Minh đã nắm những chức vụ lớn trong giáo hội. Đã 5 lần 7 lượt ông này bị cách chức, nhưng rồi khi dư luận lắng xuống, ông này lại được hồi chức. Đây là hình ảnh ông Thích Trúc Thái Minh đã được lên chức. Phật giáo vốn là một tôn giáo hướng thiện. Nếu để cho Phật giáo phát triển một cách tự nhiên mà không bị chính trị hóa thì đất nước rất bình yên. Đất nước Bhutan là quốc gia nghèo, tuy nhiên xã hội nước này rất bình yên và con người đối xử với nhau cũng rất tình người. Họ có được như vậy là nhờ Phật giáo. Tuy nhiên tại Việt Nam, khi mà công đảng viên được bố trí làm sư để dẫn dắt xã hội thì đất nước này không còn bình yên nữa. Mà đâu đâu cũng có những con người đầy rẫy tham sân si. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Sư doanh nhân Thích Trúc Thái Minh, người từng phá rừng ôm tiền bỏ chạy lại được lên chức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cựu tổng mạnh răng chắc sức bền nhưng yếu, tổng trọng y cả lách lại như vòi. Có thể nói trong cuộc đời tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh là người có sức mạnh chính trị yếu nhất. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông giai đoạn 2006 đến năm 2011, ông tổng bí thư họ Nông đã bị ông thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng át về mọi mặt. Tiếp nhận chiếc ghế tổng bí thư từ ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp nhận luôn vị thế yếu hơn so với ông thủ tướng khi đó. Năm 2012, chỉ sau một năm ngồi trên ghế tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết dồn hết công lực vào hội nghị Trung ương 6 để kỷ luật cho bằng được ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng bất khả thi. Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư đã liên minh với ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước chống lại Nguyễn Tấn Dũng. Trong tứ trụ, ông Nguyễn Phú Trọng đã liên kết hai trụ chống lại trụ thủ tướng, nhưng vẫn không thành công. Kết thúc hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nghẹn ngào, uất ức, phát biểu, bế mạc. Đây là hình ảnh ông Nông Đức Mạnh, sức khỏe, rất tốt, nhưng lại là tổng bí thư, vô dụng. Thực ra, chiếc ghế tổng bí thư mới là chiếc ghế quyền lực nhất trong hệ thống Đảng Cộng sản, chứ không phải là ghế thủ tướng chính phủ. Mặc dù thủ tướng thì có quyền điều hành cả nền kinh tế của đất nước thông qua việc điều khiển các bộ. Mặc dù vậy, có hai bộ đòi hỏi phải là ủy viên Bộ Chính trị mới được làm Bộ trưởng. Đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an. Hai bộ này là hai thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ. Làm Tổng Bí thư thì mặc nhiên làm Bí thư Quân ủy Trung ương, nghĩa là nắm chắc quân đội trong tay. Xét về mặt đảng, ngoài ra Tổng Bí thư cũng có thể nắm cả Bộ Công an nếu nắm được Đảng ủy Khối Công an. Trong khi tay đã có hàng nóng, Tổng Bí thư sẽ là người mạnh hơn Thủ tướng là điều dễ hiểu. Ông Nông Đức Mạnh là người có sức khỏe tốt, tóc luôn xanh và răng chắc như hạt bắp. Đầu lúc nào ông cũng chảy ngược ra phía sau, sau khi về vườn còn có thêm cô vợ mới trẻ đẹp. Nông Đức Mạnh hiện nay đã 83 tuổi, nhưng nhìn ông vẫn rất khỏe. Hiếm có ông già nào ngoài 80 tuổi mà có sức khỏe mạnh như ông cựu Tổng Bí thư họ Nông. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, tuy sức khỏe yếu nhưng lại là chùm của các chùm. Nếu so sánh về sức khỏe và thể chất thì dù nhỏ hơn 4 tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể so sánh được với ông Nông Đức Mạnh. Sức khỏe của ông Trọng rất yếu, thậm chí còn không đứng lâu được. Nguyên nhân là lần gục ngã bí ẩn khi ông đi Kiên Giang vào năm 2019. Tuy nhiên, nếu so về sức mạnh chính trị của ông Trọng hiện nay và ông Nông Đức Mạnh trước đây thì có thể nói là khác một trời, một vực. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng nắm đến 5 ủy viên Bộ Chính trị chỉ riêng trong Ban Bí thư, ngoài ra còn có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Vậy thì ông Trọng đang nắm 9 người trong Bộ Chính trị, cộng với bản thân ông là 10 người. Vì thế, ông Nguyễn Phú Trọng đã dễ dàng chi phối cả Bộ Chính trị. Đó là nguyên nhân làm cho sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng đã trở lên đến như ngày nay. Trong khi đó, thời ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư, ông này đã không kiểm soát được Bộ Chính trị mà để cho Nguyễn Tấn Dũng lấn lướt. Đây là hình ảnh giờ đây trụ Thủ tướng sẽ khó sống với trụ Tổng Bí thư. Cho tới nay, bên Chính phủ đã bị bên Ban Bí thư chi phối khá nhiều, quyền bổ nhiệm các vị trí cấp Bộ trưởng thuộc về Bộ Chính trị, quyền bổ nhiệm cấp Thứ trưởng thuộc về Ban Bí thư. Đấy chính là sức mạnh mà ông Nguyễn Phú Trọng đang có. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng đã dùng sức mạnh kinh tế gây ảnh hưởng, nhưng xem ra chiêu thức này không còn là lợi thế thời ông Phạm Minh Chính. Ngoài ra, với việc ông Nguyễn Phú Trọng đã thâu tóm nhiều vị trí quyền lực vào trong bàn tay điều khiển của ông, thì việc dùng sức mạnh kim tiền gây ảnh hưởng lúc này là không hề dễ. Đấy là lý do ông Nguyễn Đức Mạnh tuy rằng chắc sức bền nhưng lại yếu, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng có sức khỏe yếu nhưng sức mạnh chính trị lại như con voi khỏe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin cựu tổng mạnh rằng chắc sức bền nhưng yếu, tổng trọng y cả lách lại như vòi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.